Luận Đại Trí Độ, quyển 80, phẩm thứ 68, lục độ tương nhiếp, sáu độ nhiếp lẫn nhau. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp thi Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí, và dùng từ tâm để khởi các từ nghiệp ở thân, khẩu và ý đối với tất cả chúng sanh. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp thi la Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, dù bị người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, chẳng hề sanh tâm sân hận. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, dù bị người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát tự nghĩ rằng: Ta vẫn phải hành bố thí, chẳng nên hối tiếc, chẳng nên thối tâm. Nghĩ như vậy rồi, tức thời Bồ Tát khởi sanh thân tâm tinh tấn. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thiền Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa, mà chỉ nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thiền Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát biết rõ bố thí là không, là như quyển, lại cũng chẳng thấy vì chúng sanh mà bố thí là có ích hay chẳng có ích. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp năm Ba La Mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật khởi sanh công đức bố thí ở nơi cả ba nghiệp thân, khẩu và ý, rồi đem công đức bố thí hồi hướng và vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa. Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, chẳng lưỡng thiệt, chẳng ác khẩu, chẳng ỷ ngữ, chẳng san tham, chẳng sân nhuế, chẳng tà kiến. Lại thường hành bố thí, như thấy người đói thì cho họ ăn, thấy người khát thì cho họ uống, thấy người cần áo quần thì cho họ áo quần, thấy người cần chăn mền thì cho họ chăn mền, thấy người cần đèn thắp thì cho họ đèn để thắp sáng, thấy người cần thuốc men thì cho họ thuốc men, dẫn đến thấy người thiếu các vật dụng cần thiết gì thì cung cấp cho họ đầy đủ, rồi đem công đức bố thí hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp đàn Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật biết có kẻ ác đến mắng nhiếc hay hành hung, mà vẫn chẳng hề sanh một niệm sân hận, vì tự nghĩ rằng người ấy đem lại đại lợi ích cho ta, giúp ta chẳng dấy một niệm sân hận. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà chiếp sẵn đề Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật thường giữ thân tâm tinh tấn, tự nghĩ rằng chúng sanh đang chìm đắm trong sanh tử, ta phải cứu vớt họ, giúp họ được vị cam lồ. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật.
Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thi ba la mật, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà chẳng chứng quả nhị thừa, mà lại tự nghĩ rằng ta phải trú trong thiền ba la mật để độ hết thảy chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật mà nhiếp thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật chẳng thấy có pháp khả đắc, dù là pháp hữu di, dù là pháp vô di, thấy hết thảy pháp tợ có sanh diệt mà đều là như tướng cả. Do có lực phương tiện bát nhã ba la mật như vậy, nên chẳng lạc gì thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật mà nhiếp bát nhã ba la mật. Luận hỏi: ở phẩm trước, ngài Tu Bồ Đề đã nêu câu hỏi Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như thế nào để được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Ở phẩm này, ngài Tu Bồ Đề lại nêu câu hỏi: thế nào gọi là hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm ba la mật kia? Cả sáu pháp ba la mật đều có tướng riêng khác, như vậy làm sao có thể hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia? Đáp: do Bồ Tát có lực phương tiện nên hành một pháp ba la mật là có thể nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia. Lại nữa, các nhân duyên quả báo hữu di tương tục nối tiếp, do vậy các pháp mới nương vào nhau mà tương sanh tương khởi. Bát nhã ba la mật là thiện pháp, năm pháp ba la mật kia cũng là thiện pháp, nên hành một thiện pháp là nhiếp được cả năm thiện pháp kia. Khi có một ba la mật làm chủ tác, thì năm ba la mật kia cũng giúp phần vào sự tác hành của ba la mật đó. Ví như khi Bồ Tát an trú trong đàn ba la mật thì đồng thời cũng nhiếp cả năm ba la mật kia. Khi bố thí, Bồ Tát dùng tâm từ khởi các từ nghiệp ở thân, khẩu và ý đối với hết thảy chúng sanh. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà nhiếp thi la ba la mật vậy. Vì sao? Vì từ là gốc của ba thiện căn, vô tham, vô sân và vô si, thường dẫn sanh các từ nghiệp thân, khẩu và ý. Các từ nghiệp này có thế lực đem lại sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh. Khi bố thí, nếu gặp trường hợp người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, chẳng khởi sân hận và tự nghĩ rằng ta chẳng nên khởi sân duế với họ, vì ta phước mỏng, chẳng có được đầy đủ tài vật để hành bố thí, nên họ mới mắng nhiếc hành hung ta. Nếu ta sân với họ thì ta sẽ tự làm mất hết công đức bố thí của ta, do vậy ta phải nhẫn nhục đối với họ. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp sẵn đề ba la mật vậy. Khi hành bố thí, nếu gặp kẻ ác đến mắng nhiếc hành hung, Bồ Tát vẫn chẳng xả tâm bố thí, vẫn tinh tấn hành bố thí và tự nghĩ rằng ở đời trước khi hành bố thí ta có những ý niệm chẳng được tốt, nên nay ta chẳng làm cho người thọ thí được vừa lòng. Mặc dù vậy, ta vẫn phải siêng năng tinh tấn hành tịnh thí. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp tỳ lê gia ba la mật vậy. Khi bố thí, Bồ Tát chẳng cầu phước lạc ở đời này và cả ở đời sau, chẳng cầu thế gian thiền định lạc, chẳng nhiếp ý chúng sanh, chẳng để tâm tán loạn, mà chỉ nhiếp bát nhã ba la mật mà thôi. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp thiền ba la mật vậy. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường quán các pháp hữu di là chẳng kiên cố, là như huyễn như mộng. Bồ Tát cũng chẳng cho việc bố thí là có ích hay là chẳng có ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng việc bố thí chưa chắc đã đem lại sự an vui cho người thọ thí.